nay hành giả đang bắt đầu chuyển hóa thức ấm anh ta đã vượt qua hành ấm và thấy nó là không nên trở lại bản tính của thức bây giờ hành giả đang trong giai đoạn phá trừ thức ấm khi công phu tu tập đến giai đoạn này hành giả phải quay trở về nguồn cội đó là như lai tạng đã chấm dứt sinh diệt rồi nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt sự sinh diệt đã chấm dứt hẳn rồi nhưng chưa viên mãn đạt đến sự tịch diệt tinh thần vi diệu. Hành giả chưa đạt được tánh tịch diệt vi diệu viên mãn, kinh văn. Năng linh kỷ thân, căn cách hợp khai, diệt giữ thập phương, chư loại thông giác, giác chi thông hốt, năng nhập viên nguyên nhược ư sở quy lập chân thường nhân sanh thắng giải giả thị nhân tác đoạ nhân sở nhân chấp sa tỷ ca la sở quy minh đế thành kỳ bạn nữ mê phật bồ đề vong thất tri kiến việc dịch người đó có thể khiến nơi thân mình các căn khi hợp khi chia lìa còn thông suốt với sự hay biết các loài chúng sinh trong mười phương tánh hay biết đó thông suốt nên có thể nhập vào tánh nguyên viên nếu xem chỗ quay về lập nên nhân chân thường cho là đúng đắn tuyệt đối thì người ấy rơi vào cái chớp nhân sở nhân trở thành bè bạn với sa tỳ ca la chấp vào minh đế mê mờ tánh bồ đề của phật bỏ mất tránh chi kiến rằng người đó có thể khiến nơi thân mình các căn khi hợp khi chia lìa có thể khiến các căn của mình khi hợp khi chia bây giờ nơi thức ấm hành giả sinh khởi một vọng chấp đó là tưởng rằng mình đã ở nơi tuy chưa đạt được sự tịch diệt tinh thuần vi diệu nhưng có thể khiến sáu căn hỗ dụng cho nhau. Mỗi căn có chức năng của sáu căn kia, mắt có thể nói và nghe, tai có thể ăn và ngửi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đều có thể sử dụng chức năng hỗ tương với nhau để thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm. Quý vị nghĩ rằng tai thì không thể dùng để ăn, nhưng khi một người đã đạt được 6 căn hỗ dụng thì có thể làm được điều ấy. Quý vị ngạc nhiên hỏi, thế thì răng của họ ở đâu? Hỏi tai của quý vị, họ không ăn theo cách mà chúng ta thường ăn khi họ muốn ăn thì răng tự nhiên mọc ra răng ấy cũng sẽ không dụng đi có khi họ không cần dùng răng hoặc là có khi răng sẽ mọc khi họ cần ăn đây là loại năng lực chân thực của khoa học mỗi căn đều có đủ chức năng của mỗi căn khác hợp là khi sáu căn kết hợp lại với nhau thành một căn khai là khi một căn trải ra để có đủ chức năng của cả sáu căn quý vị cho đây là thần thông hay khoa học bất luận bao nhiêu khám phá mà các nhà khoa học đã tìm được ngay dù họ có ghép được tim gan hoặc các bộ phận khác của cơ thể con người họ vẫn không có khả năng làm cho mỗi căn có đủ chức năng của tất cả sáu căn đó là điều mà khoa học không thể nào với tới được bất luận khoa học có tiến bộ đến đâu tôi nghĩ nó cũng không thể đạt được trình độ ấy nhưng nếu quý vị phát triển khoa học từ trong tự tánh của mình thì quý vị có thể đạt được năng lực ấy, còn thông suốt với sự hay biết các loài chúng sinh trong mười phương, biết khắp các loài chúng sinh trong mười phương, không những hành giả người có khả năng khai hợp sáu căn để có năng lực hỗ dụng, mà còn có thể biết được 12 hai loại chúng sinh sẽ đi về đâu trong khắp mười phương. Hành giả và các loài chúng sinh đều có cùng tánh giác chi dung thông với nhau, tánh hay biết đó thông suốt nên có thể nhập vào tánh nguyên viên do tánh giác tri của hành giả thông suốt. Hành giả có thể biết được căn tánh của toàn thể chúng sinh khắp mười phương nên có thể nhập vào tánh nguyên viên, đó là căn nguyên viên mãn của bổn tánh.